Rồi, xin chào các bác nhé. Thì hàng nó cũng về hơi trễ nữa. Một hôm nay mình khui trước như đây đi. Đây là hàng Mixua, Mixua SM58 và đầu thu SM14 này nha. Mới về 5 bộ ha. ULXP4 này, hàng em không hàng em báo hàng về bán đời nào em khoe anh em nè, cho anh em coi nè. Hàng bay chính hãng đang chính ngạch đàng hoàng về chứ không phải là hàng thường anh em nhé. Đóng BO đàng hoàng đầy đủ ha. Đó em mới khui ra đây. Thùng mốt đó bạn nó đóng về là anh em biết không nè, mốt sớm nó tấn kinh lắm trên dưới nè bọc tấn kinh lắm, giống như mình đâu đó, rất là nhiều. 5 tay ha, 5 tay mic SM58 nè, 5 cây và đúng là 5 bộ đấy đó. 5 sạc đây đó. Thì giá hôm nay nó rất là tốt anh em nha, 8 triệu một bộ em, 8 triệu anh em nha. Năm bộ ha, rất là đẹp thôi. Đợt này về rất là đẹp anh em nha. Rồi năm bộ thì hôm nay nó có cái anh em có thể mua một cặp á, là em có hai cái miếng bát hai bên á, bắt ghép lại cho hai cái đầu nó thành một bộ anh em nha. Đó. Có nghĩa là chúng ta cũng chơi cặp thì chúng ta cái hai đầu ghép với nhau là thành một bộ thôi, không có gì cả. Anh em muốn chơi lẻ thì chúng ta chơi một cái thôi. Em thấy thùng nó đóng kinh không, thùng nước ngoài chứ không phải mình ha. Đó. Rồi em bỏ qua bên nhé. 5 cây tay mic rất là đẹp nha, Mark in Mexico anh em nhé. Đó anh em nha, Mexico chính hãng chính ngạch ha. Rồi 5 cây, một cây là 8 triệu đồng anh em. Đó anh em yêu iPhone nè. Còn là những cái lần này thì nó về mấy cái anten, nó anten xịn không à. Đó. Rất là đã luôn, 5 cây ha. Tay nào tay nấy đẹp như mơ ấy. Nó rất là đẹp ha. 8 triệu một bộ, hôm nay người về giá tốt ha. Có 5 bộ thôi nè. Còn có 5 bộ à, hôm nay về nhiêu hết nhiêu. Rồi anh em yêu hãy phone cho em nha. Qua số điện thoại 0436 12345. 8 triệu là giá bao ship toàn quốc anh em. Đó, bao ship toàn quốc. Nếu anh em chưa ăn đủ, anh em là ship cọt thì lưu ý chuyển trước giới em 20% và em không bao ship cho ship cọt ạ. Đó. Nó bỏ vô cho em được cái đồ để gắn cái mic trên cái tai nè, có cái cục này thôi mà. Hai cái nữa nè. Anh em nào cần thì em tặng luôn ha. Đó. Đó, nó gắn vậy nè, em gắn thử cho anh em xem nha. Đó, nó gắn lên cái tay giống như sân khấu để anh em nha. Đó, có hai cái thôi. Đó. Rồi, 5 bộ mic ha. Rồi thì tới đây em xin kết thúc clip nha. 8 triệu đồng một bộ anh em nha. 8 triệu một bộ, bao ship toàn quốc. Tặng kèm theo cho anh em một cái dây 6 ly nữa, cái hai đầu 6 ly để anh em cắm từ từ đầu qua bên vang hay là qua bên âm ly karaoke anh em nha. Rồi, tới đây em xin kết thúc và xin cảm ơn anh em ạ.